Chào các bạn, trên tay mình hiện giờ đang là chiếc Sony Xperia ZL. Tuy nhiên trong cái video giới thiệu lần này mình sẽ không có đề cập đến chi tiết tính năng của Xperia ZL, mà mình chỉ đề cập một tính năng duy nhất mà mình cho thấy là bá đạo nhất trên cái chiếc điện thoại này, đó là chính là khả năng sử dụng cổng USB cho nhiều mục đích khác nhau. Thì như các bạn biết là Android 4.0 nó có một cái tính năng gọi là USB on the go, tức là mình có thể sử dụng cổng USB này thông qua một cái cổng USB chuyển đổi để sử dụng các thiết bị như là bút nhớ lưu trữ USB hay là đầu đọc thẻ nhớ. Tuy nhiên, chiếc Xperia ZL này lại có một cái tính năng rất là đặc biệt là có thể kết nối được đến với lại nhiều các thiết bị USB, thậm chí là USB 3.0. Thì để minh chứng cho vấn đề này, mình sẽ thử nghiệm trên chiếc Xperia ZL. Ở đây, đây là chiếc Xperia ZL của mình. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm. Ở đây mình có chiếc USB on the go. Cái loại này mua ở Nhật Tảo á, cũng rẻ lắm, có mấy chục ngàn thôi. Nhưng mà cái hub USB 3.0 này mới là mắc. Cái loại hub USB 3.0 này mình mua ở bên Nhật. Thực ra không phải mình mua, bạn mình mua. Thì cái này nó có khả năng cung cấp điện rất là mạnh, và mình nghĩ là chiếc điện thoại này có thể chịu được. Và đây là một chiếc USB 3.0. Và tất nhiên đây là chiếc USB 2.0. Mình sẽ thử nghiệm rất là nhiều thiết bị. Ở đây mình có đầu đọc thẻ nhớ USB 2.0. Và lát nữa mình sẽ cho các bạn thấy tính năng bá đạo của sản phẩm này. Đầu tiên mình sẽ kết nối cổng USB on the go vào sản phẩm này. Thì như các bạn biết, một số điện thoại có cái cổng xuất nguồn không đủ lớn để bạn có thể gắn được USB 3.0. Tuy nhiên thì cái điều này thì Xperia ZL lại làm rất là dễ dàng. Mình có thể gắn cái cổng USB 3.0 vào đây. Và các bạn thấy, có thể thấy là cái đèn nó báo. Đèn nó báo thì coi như là máy nó, đây, máy nó đã báo là đã nhận thiết bị lưu trữ USB. Mình nhấp vào đây. Mình cũng không cần phải test gì nhiều, tại vì nếu mà máy nó nhận rồi thì coi như là cái thiết bị này là ok. Thậm chí mình có thể vào trình quản lý file, điều khiển tập. Đây, chúng ta có cái mục USB disk ở đây. Đó, toàn bộ nội dung có trong này hết rồi. Ok, vậy là xong cái USB 3.0. Các bạn có thể biết là dòng điện thoại Xperia năm 2012 là không có tích hợp cái tính năng là sử dụng USB 3.0, do là cái cổng nguồn của nó khá là yếu. Cho nên cái thiết bị này làm được là mình đã thấy là khá là tốt rồi đó. Tuy nhiên nhờ cái khả năng mà nhận được USB 3.0 này á, mình mới nghĩ ra là liệu rằng là có một cái hub USB 3.0 có thể chịu được không. Tất nhiên là mình sẽ thử nghiệm bằng cái thiết bị này. Thì ở đây mình sẽ kết nối cái hub USB vô. Ở đây mình sẽ gắn hai cái thiết bị là USB 3.0. Có đèn nháy rồi, có đèn nháy là hoạt động. Mình gắn thêm đầu đọc thẻ 3.0, đầu đọc thẻ 2.0. Và nó cũng nháy đèn luôn. Để chứng tỏ bạn thấy là cái nguồn này cũng rất là tốt đấy chứ. Đã kết nối thiết bị lưu trữ USB. Bạn có thể kiểm tra ở trong này. Bộ nhớ USB. Mình ngắt kết nối với bộ nhớ USB ở đây. Đó, thì bạn thấy có thể thấy là cái tính năng của nó bá đạo thế nào rồi đấy. Giờ mình lại một lần nữa nha. Thì ở đây máy nhận đủ dung lượng là 32GB của cái thẻ nhớ Sony mình đang cầm ở đây. Các bạn thấy không? Đó. Giờ mình ngắt kết nối. Tuy nhiên cái Xperia ZL này còn có một cái tính năng bá đạo nữa là sạc được cho thiết bị khác. Bạn không tin, ở đây là mình có chiếc điện thoại HTC 8X. Đây. Thì bây giờ mình sẽ kết nối dây sạc USB luôn. Đây là dây sạc USB. Cắm vô đây. Và cắm vô cái hub này.
Đấy, các bạn có thể thấy nguyên cái hệ thống của mình. Và cái này nó đang báo sạc. Logo sạc ở đây. Máy đang sạc. Đây mình dùng chính cái nguồn của cái cổng USB trên Xperia ZL. Đây các bạn thấy bá đạo không? Và bây giờ để mình thử một cái tính năng là khả năng chịu tải của máy đến đâu. Ở đây mình gắn thêm cái cổng USB 3.0 nữa. Như các bạn biết là USB 3.0 rất là hao điện. Và mình gắn vô mà nếu mà nó nhận thì là phải nói là điện của cái Xperia ZL này là mạnh lắm. Đó. Mà nó nhận và ở trong này bạn thấy là nó có hiện luôn. Sẵn có bộ nhớ 14 GB. Như vậy là các bạn có thể thấy là chiếc máy Xperia ZL này rất là mạnh. Nó có khả năng xuất ra nguồn và nuôi được hai cái thiết bị USB 3.0. Ngắt kết nối bộ nhớ. Mình sạc được cho cả điện thoại. Tất nhiên là cái tính năng này chỉ mang tính chất là biểu diễn thôi, tức là bạn có thể sử dụng cổng USB 3.0 rồi đầu đọc thẻ nhớ vào cùng một lúc, chứ chẳng ai hơi đâu mà mang cái điện thoại sạc cho mấy cái điện thoại khác như là iPhone hay là gì đó. Và còn một lý do quan trọng nữa, là còn một yếu tố quan trọng nữa là chính chiếc điện thoại này là cái nền tảng phần cứng cho chiếc tablet Xperia Tablet Z. Và như vậy là cùng một cái phần cứng mà Sony đã tạo ra được ba cái sản phẩm khác nhau là Xperia Z điện thoại, Xperia ZL điện thoại và máy tính bảng Xperia Tablet Z. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.